Thank you.
Ok anh em, video mình xin phép được tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Anh em mới nào mới qua kênh mình, nhớ để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like, một bình luận kênh để mình có động lực hơn nữa để làm video hay hơn nữa để phục vụ cho anh em nha. Nếu anh em nào có thắc mắc hay là có vấn đề gì đó trong xây dựng, tham khảo thì điện lên cái số của mình để mình tham khảo thêm nha. Nhớ đăng ký kênh nhá.